Xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì em đang có mặt tại dự án Green Center Quy Nhơn, là một sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh nằm tại trung tâm thành phố Quy Nhơn với một vị trí rất là đắc địa, nằm tại vị trí bốn mặt tiền luôn. Đây là căn hộ sở hữu lâu dài nằm tại vị trí trung tâm của thành phố. Hôm nay thì em xin gửi tới quý cô chú anh chị tiến độ xây dựng của dự án, chính sách bán hàng và tổng quan của dự án Green Center Quy Nhơn này. Sau đây em mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi nhé. Dự án Green Center Quy Nhơn thì nằm ở một vị trí rất là đắc địa với bốn mặt tiền. Mặt tiền thứ nhất đó là mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành. Mặt tiền thứ hai đó là đường Nguyễn Thái Học. Đây ạ, bùng binh của chúng ta ở đây. Đây là đường Nguyễn Tất Thành và đây là đường Nguyễn Thái Học đây ạ. Và dự án của chúng ta ở đây. Dự án này thì bao gồm hai khối tháp. Khối tháp ở phía trước là khối văn phòng và khối tháp ở phía sau đó là khối căn hộ. Hiện tại thì khối văn phòng bên công ty em vẫn chưa triển khai, mà ở đây đang dùng làm nhà mẫu và phòng kinh doanh của dự án. Còn ở đây là dự án của chúng ta, Green Center Quy Nhơn, đây là khối căn hộ. Thì hiện tại đã xây được 25 tầng và đang làm cốt pha để làm cho tầng 26 của chúng ta ở đây ạ. Ở đây là em đang đứng ở vị trí góc đường Mai Xuân Thưởng giao với lại Tôn Đức Thắng và dự án của chúng ta đây ạ. Bốn mặt tiền, mặt tiền Nguyễn Tất Thành, mặt tiền Nguyễn Thái Học, mặt tiền Mai Xuân Thưởng và mặt tiền Tôn Đức Thắng. Ở đây là khu vực trung tâm của thành phố. Nếu như sở hữu căn hộ ở đây thì quý khách hàng thoải mái về việc giao dịch với ngân hàng, bởi vì ở đây chúng ta có con đường ngân hàng đây ạ. VIB, VB Bank, BIDV, SHB Bank, một cụm ngân hàng ở đây luôn ạ. Về tổng thể của dự án thì dự án Green Center Quy Nhơn được xây dựng trên quỹ đất 7.080 m², trong đó khu căn hộ là 4.166 m² và khu văn phòng là 2.914 m² ở phía trước. Với thiết kế tổng chiều cao là 43 tầng, 824 căn hộ và 18 căn shop house. Với các mẫu căn hộ đó là căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ. Căn hộ 1 phòng ngủ thì có diện tích từ 49,7 đến 49,9 m². Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 68,9 đến 69,7 m² và căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 89,8 m². Green Center Quy Nhơn là dự án tiên phong trong việc sử dụng căn hộ thông minh tại thành phố Quy Nhơn. Khu căn hộ của dự án được thiết kế với tổng chiều cao 43 tầng, trong đó tầng 1 và tầng 2 là tầng thương mại với sản phẩm đó là các căn shop house. Tầng hầm, tầng 3 và tầng 4 sẽ được sử dụng làm khu vực bãi đậu xe. Tầng 5 sẽ là tầng phức hợp giữa căn hộ và khu thương mại dịch vụ, bao gồm gym, spa, nhà trẻ và các dịch vụ giải trí. Từ tầng 6 đến tầng 42 sẽ là tầng căn hộ và tầng 43 sẽ là tầng mái. Hiện tại thì công ty em vẫn còn một số sản phẩm của chủ đầu tư với giá bán các căn 1 phòng ngủ có giá là từ 2 tỷ. Các căn 2 phòng ngủ có giá là từ 2 tỷ 8 và các căn 3 phòng ngủ thì có giá bán là trên 3 tỷ. Vị trí nằm rất là thuận tiện. Ở đây là phía công viên của chúng ta đây ạ. Rất là nhiều công viên luôn. Bước xuống dưới tòa nhà là chúng ta có thể đi bộ ra công viên ngay ở đây rồi ạ. Đây là công viên nằm trên đường Nguyễn Tất Thành của chúng ta đây. Đi theo hướng đường Nguyễn Tất Thành này thì chúng ta sẽ về khu quảng trường và khu bãi biển của thành phố Quy Nhơn. Còn nếu như mà đi theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về hướng Phú Tài và khu kinh tế Nhân Hội. Nằm ngay tại vị trí trung tâm, khu vực dân cư đông đúc, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, quán cà phê. Để ở thì ở đây là một vị trí quá lý tưởng luôn ạ. Về chính sách bán hàng thì hiện nay công ty em đang áp dụng phương thức thanh toán cho dự án Green Center Quy Nhơn này, đó là đợt 1 quý khách hàng sẽ thanh toán nó là 25% giá trị của căn hộ, đợt 2 quý khách hàng sẽ thanh toán là 5% và các đợt tiếp theo quý khách hàng sẽ thanh toán là 4% và mỗi đợt là cách nhau 2 tháng. Hoặc là nếu như quý khách hàng có điều kiện, quý khách hàng muốn trả thẳng một lần thì công ty em cũng áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất. Đó là khi khách hàng thanh toán vượt thì công ty em sẽ trả lãi suất tương đương với lãi suất 18% một năm. Một khoản tiền chiết khấu không hề nhỏ đâu ạ. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Nếu như quý cô chú anh chị quan tâm tới dự án Green Center Quy Nhơn này hoặc cần hỗ trợ thêm về chính sách bán hàng hoặc tham quan dự án thì quý cô chú anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368 333. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều bất động sản khác nữa nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.